yêu em mãi. Dù phút êm đềm xa xưa nay đã đi vào quyền lặng, trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi. Ngày mình yêu anh đâu hay tình ta gian dối, để bước phong trần tha hương em khóc cho đời viện xưa. Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm. Bộ sản phẩm tiếp theo trong ngày mà em muốn gửi tới các bác là chiếc đầu CD đến từ thương hiệu Đơn Ông. Chiếc đầu này thì trong lô hàng lần trước bên em về hàng, các bác tranh nhau mua, có 3-4 bác khách tranh mua một cái. Và thời điểm đó thì em có một chiếc đẹp xuất sắc với mức giá là 16 triệu 5 và một chiếc bị cấn mặt do vận chuyển, em sale off với mức giá là 12 triệu thì cũng đã bàn giao cho hai bác khách. Và ngày hôm nay thì bên em bổ sung thêm một con máy nữa với hình thức khoảng 98%. Con máy này hàng đẹp với mức giá là 16 triệu 500 nghìn, được sách tay từ Nhật về zin nguyên bản các bác nhé. Và cái dòng đầu Đơn Ông 1500RE này nó là một con CD kiêm DAC chuyên nghiệp với bo mạch giải mã đầy đủ các cổng kết nối của một con DAC chuyên nghiệp. Ngoài ra thì nó còn đọc được cả CD, SACD và USB mặt trước các bác nhé. Trước khi đi vào cái chi tiết trung tâm, cái tính năng chi tiết thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái hình thức của máy trước. Phụ kiện thì các bác có thể nhìn thấy đây, có điều khiển zin, catalog 2 quyển, một cái catalog bên ngoài và một cái dây nguồn zin. Máy thì chắc chắn rồi, một con hàng đẹp được Thanh Tâm Audio đấu giá và sách tay về thì chắc chắn là sẽ đẹp xuất sắc. Mặt trước sử dụng cái thiết kế của một con máy dân dụng với chiều rộng 44,
chiều cao của máy khoảng 13cm và chiều sâu là 30. Mặt trước chúng ta sẽ có một cái thiết kế nhôm phay. Cái màn hình hiển thị cũng như khay đĩa được chìm ẩn với cái màu đen ở trước cái mặt nhôm phay trắng. Sử dụng công nghệ Advanced AL32 Processing chipset giải mã. Các bác sẽ có một cái màn hình LED màu trắng và cái khay đĩa được làm màu đen ẩn mờ phía trên. Nhìn nghiêng thì các bác sẽ thấy. Bên tay phải của chúng ta thì sẽ có một cái cụm điều hướng của chế độ chơi CD của USB. Đó là tiến và lùi bài, stop cũng như là tạm dừng, ra đĩa. Ngoài ra thì bên này chúng ta sẽ có một cái đường USB với chân cắm 5V 1A xuất nguồn và đọc được Wave các bác nhé. Xuộc vào để các bác đổi tín hiệu vào từ cái phía sau của máy mà nằm muốn chơi sang giải mã. Ở đây chúng ta sẽ có một cái nút Pull Direct. Pull Direct này là các bác sẽ ngắt cái công nghệ giải mã của đàn ông và nó sẽ chạy sang một cái dòng tiếng thuần từ CD đọc không qua mạch khuếch đại, chuyển xuống ampli luôn. Và khi bác ấn vào nút này thì sẽ gây ra cái hiện tượng đó là màn hình sẽ tối. Đây là một trong những cái câu hỏi mà các bác thắc mắc tới Thanh Tâm rất là nhiều. Các bác mới mua về không may chạm vào cái nút này thì sẽ nghĩ rằng máy nó bị lỗi, nhưng mà nó không phải các bác nhé. Và chúng ta sẽ có cái bên này là cụm điều hướng của bật tắt máy. Mặt lưng thì đẹp xuất sắc các bác nhé. Phía sau của máy thì khi mà quan sát từ bên trái sang, các bác sẽ có cái thông tin sản xuất là 2015 và máy sẽ là Made in Japan, sản xuất tại Japan. Nguồn điện sẽ là 100V, chắc chắn rồi, một con máy xuất được xách tay từ Nhật về. Hệ thống tiếng out, audio out thì chúng ta sẽ có một cặp RCA với chân cắm Lipride. Bo mạch digital in thì các bác sẽ có optical, coaxial và USB DAC từ máy tính sang. Đó, ba cái cổng đó thì các bác có thể kết nối với máy tính này, TV và một bộ thu Bluetooth rất là hay, như em vừa giới thiệu từ trên kênh. Con đầu này thì sẽ chơi CD và SACD, ngoài ra chơi cả USB, giải mã với 3 đường chuyên nghiệp, TV, máy tính và đồng trục. Với mức giá là 16.500.000, bác nào quan tâm tới con đầu Denon 1500 RE, một trong những cái phiên bản cao cấp nhất của 1500 trong cái dòng CD, có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hotline của Thanh Tâm. Tình yêu như đôi ta niềm yêu.
đông chưa em, cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ vui. Để mặc anh lang thang ôm giá băng, ngỡ thầm người yêu tới. Đêm chia ly em về, đường khuya em bật khóc. Anh xa em thật rồi, làm sao quên môi tóc. Em hỡi em, có phải tình băng giá là tình đẹp hai chúng ta? Bạn nào quan tâm tới chiếc đầu CD kiêm DAC 1500 RE có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hotline của Thanh Tâm. Xin chào.